Anh về rồi đấy à? Sao anh lại đây? Sao anh vào được nhà của tôi hả? Thì tôi đến đây để tráng trứng. Tráng trứng? Anh còn nhớ món trứng lần trước của tôi không? Hả? 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 Lâm nhà rồi. Tôi không gọi gì cả. Thử gọi đấy. Tôi định qua đây để ăn ké. Nhưng mà nhà anh chả có gì ngoài mỗi trứng. Nên tôi gọi pizza đấy. Trời. Thằng ông thiếu gì không biết nữa. Hey, anh vừa khen tôi cái gì đấy? Anh khen tôi mông đẹp đấy à?